Hey anh em, chào mừng em đã quay trở lại với Channel One Kimmy. Thì rất vui, hôm nay là một ngày đặc biệt, là một ngày cuối tuần. Thì mình có thể gặp được anh em, có những clip cho anh em thì mình cũng rất là vui. Thôi thế thôi. Nói chung thì thời tiết thì cũng khá là lạnh. Tại thì mình đang lạnh khá là teo tập gym. Và hôm nay thì clip đầu tiên mình xin gửi anh em sẽ là một clip rao ạc nha. Tại vì mình hiện tại còn khá là nhiều ạc, cho nên mình cố gắng rao nốt để anh em có thể mua. Ngày hôm qua mình có rao một cái con ạc thời trang hoàng kim thì cũng đã có bạn đặt mua và mua được rồi. Thì hôm nay mình sẽ cuối tuần mình sẽ rao khoảng 2 con ạc clip này, và lát nữa clip kia nữa mình sẽ rao thêm 1 con ạc nữa. Tại vì mình cũng còn khá là nhiều ạc cho nên mình sẽ cố gắng rao nốt để anh em có thể mua nha. Mình cũng có thể bán được những con ạc này, nó đỡ còn dư đi. Rồi ok, ạc này thì mình khẳng định anh em là chơi bên server 568 play, server là 445 Mama Center nha, một server mới. Và mình nghĩ chắc là ạc này thì chắc là có một cái ạc ở bên server cũ, chứ server này server quá mới, 445 là anh em. Nhưng mà mặc dù là server mới 445 nhưng mà nick cũng rất là ghê nha anh em. Và nó sẽ ghê thế nào thì bây giờ mình sẽ cho anh em coi, mình sẽ sâu chi tiết luôn. Mới cấp 116 thôi anh em. Ạc này thì cần anh em đầu tư nha, tại vì bây giờ ạc này gọi là có tiềm năng rồi, một con ạc có tiềm năng sẵn rồi, anh em chỉ việc cày để là xong. Mới cấp 116 thôi, lực chiến đã 2.3 triệu, anh em thấy kinh dị chưa? Mình cấp 170, 171 rồi được 2.4 triệu, ngoài ra 116, 2.3 triệu, cấp 116 thì đổ khoảng lực chiến tầm hơn 1 triệu, là mình thấy tầm khoảng trung bình rồi, lên tới 1.5 triệu, 1.6 triệu, 1.7 triệu là ạc quá ghê. Ạc này thì 2.3 triệu thì thật sự là nó ngoài sức tưởng tượng rồi. Ok, VIP thì là VIP 10, 116 VIP 10 nha anh em, VIP sẵn là VIP 10. Số tiền đã nạp vào tổng cộng ạc này là 21.259.000. Tính tổng cộng số tiền thì nó là như vậy, 21 triệu, hơn 21 triệu. Và bây giờ bán thì giá cực bèo thôi. Mình mong là cái con ạc này thì anh em sẽ inbox cho mình, trả cho mình, cũng như là mua trong thời gian nhanh nhất nha. Tại vì con ạc này hiện tại đang bán rất là gấp, cho nên mình mong là sẽ có rất nhiều bạn mua. Rồi ok, VIP 10 cấp 116 luôn, chiến 2.3 triệu, vàng thì còn 2.400 nha các bạn, vàng còn 2.400, và 2.400 thì là vàng có sẵn, và trong đây thì không có gửi vàng rồi, cho nên chỉ còn khoảng 2.400 thôi. Tiếp theo mình sẽ sâu chi tiết luôn cho anh em coi về con ạc này. Ạc này thì bán với giá cực bèo nha, nhưng mà giá thì mình sẽ không nói, các bạn inbox với mình trực tiếp thì mình và các bạn sẽ trao đổi trực tiếp cũng như giao dịch luôn, còn giá thì giá cực bèo thôi. Ok rồi, tinh linh thì có một con Lesia. Cái này thì theo mình nhớ không nhầm thì tinh linh, hệ thống tinh linh nó có từ cấp 111 tới giờ là 116 là có con Lesia. Ok, cũng được, Lesia là ngon rồi. Đa số bình thường thì uống dịch này bay là nó quắp cái chân luôn nhỉ. Hay vậy. Đây hình như là cái gì ta, mình không nhớ tên, nhưng mà nói chung là thường thường á, mới có hệ thống tinh linh thì chúng ta sẽ triệu hồi con đinh, con đinh ở trong hoạt động này nè. Nhưng mà ạc này thì có luôn con Lesia, quá ngon. Có thể là chưa đủ điểm. Đây 51.000 nè anh em, 51.000. Anh em mua ạc về thì có thể đổi được 2 con đinh rồi. Nhưng mà có vẻ như ạc này thì muốn đầu tư không xài đinh mà xài những con tinh linh ngon, ví dụ như Lesia, Verona các kiểu. Đấy, cho nên đại loại là như vậy. Rồi đó là về tinh linh nha. Bây giờ mình sang về túi đồ. Rác quậy nhiều vãi anh em ơi. Trời ơi. Một rác tự do, rác hoa tinh, rác viết tích quái, rác chim ưng, cái titan cộng 3, cái bộ hổ đen, cái công sinh lớn, 3 trái công sinh lớn, 1 trái ghi phim, 2 trái tiết quái, lá trắng, hổ đen. Rồi cái 7 sao có thừa, anh em tha hồ mà lựa chọn nhá. Đây là một cái túi bản vẽ nữa, anh em có thể sử dụng một cái bản vẽ bất kỳ. Đấy, có nhộng tầm nè. Đó, túi đồ đặc biệt nha anh em, túi đồ cực kỳ đặc biệt luôn, rất nhiều giác quỷ. Ồ, tinh hoa quỷ thì còn khoảng 100, gần 140.000. Dây nắc quỷ thì hình như là không có, chỉ có tinh quá quỷ thôi. 874 trái tim ác ma. Rồi, bên đây thì không có gì đặc biệt hết. Bên trời ơi, à vậy là bạn ấy còn nhiều mà. Dây nắc quỷ thì có nhiều, 31 yên. Kiểu này mình có thể dùng để làm clip ghép chắc quỷ lên và mở. Ok, 1106 cái viên vỏ sò. Thằng này là nạp tiền nhiều đó anh em, cho nên là được phần quà khá là nhiều. Ở đây có 400.000, khoảng 400.000 tinh quái quỷ nữa. Trời ơi, vậy là ạc quá kinh dị.
một cái hỏa giáp nè anh em. Cái này là thuộc loại phòng ngự và gọi là nguyên tố 7 sao đấy, rất là ngon luôn. Nhưng mà hiện tại hình như cấp độ của bạn là chưa mở được 70 mạnh Draco tinh linh Draco kinh vôn 30 mạnh nữa các bạn sẽ có luôn tinh linh Draco với phần thưởng vàng, phần thưởng cực kỳ hấp dẫn. Quá kinh anh em ơi, ác quá kinh dị. Rồi giờ mình sau về đồng đội nha. Đây, mới cấp 116 thôi nhưng mà nhân vật chính đã sở hữu tới hai dòng cam, đó là 3S trừ và vật phòng luôn, vật công và vật phòng 3S trừ luôn, quá kinh cho một cuộc tình. Ok, báu vật đang mang sở hữu là báu vật hỗn loạn thôi, không gì hết. Trái lôi điểu cộng 4 và trái chim ưng cộng với tuyết quái là trái quỷ mang là nhân vật chính. Bên đây có Ken, ở cấp độ cấp 116 này thì chơi Ken Haki là một sự lựa chọn rất là tốt. Và có cả thời trang Claire luôn, Claire Ken đây. Nhẫn rèn 115, 100%. Nhân vật chính thì chúng ta có cái vũ khí 115, 110%, bảo thạch, mát sao vàng và thêm mát sao đỏ nữa. Quá kinh. Cái đợt này mình nghĩ đi phó bản chắc một hit chứ mấy mà. Nhân vật chính có nhiều đánh không toàn bộ rồi đúng không? Tôi xin kính phản nè. Đây là cây da Haki. Cây da Haki mà khí rèn 105 nha anh em. Ok, nói chung là này có tiềm năng lắm luôn anh em ơi, mình thề anh em mà có tiềm năng lắm luôn anh em, mua mà cây cuốc về lâu về dài là quá ngon. Rồi, còn chơi cả VV nè anh em, nhưng mà VV này không phải là con VV tầm thường nha, VV cực kỳ trâu. Ôi ôi. Với cái cấp độ này đây có cả 50 Haki nè. Hồi xưa mình vừa Haki 50 lên mình cũng chơi, nó rất là mạnh luôn, mình thề. Ở cái cấp độ đó 50 Haki lên là bầu rất là thánh. Có thêm giảm nọ nữa, có thời gian mảnh giáp bảo hộ nha anh em. Mà khí rèn 115. Ngọc 100% luôn, cái vũ khí cũng rèn luôn nè. Ui dồi ôi, đánh thường là bằng vũ khí đấy, cho nên rèn cái vũ khí là đánh rất là đau. Rồi đó là năm đồng đội mà vẫn chơi rất là kinh, ai cũng có đồ cam cả. Sắp tới hai cái Jim Bell Sura các kiểu lên mang đồ sang đánh chắc cực kỳ nguy hiểm luôn. Ơi đó là về đồng đội nha anh em, và về dầm sau về xếp hạng. Hạng này về đẳng cấp thì xếp top 3 đấy, tỷ thí là xếp top 3 luôn hả, danh vọng top 5, treo thưởng top 4 và phó bản top 3. Hạt này có thể gọi là một con gà top 3 server. Ok, giờ mình sẽ vào phó bản cho anh em coi. Hiện tại mình đang cấp 116 cho nên phó bản thì cũng đi tới 117 là hết hết cỡ rồi anh em. Đi hơn một cấp luôn, muốn gì nữa. Boss đâu, boss đâu? Boss đây đúng không? Rồi mình sẽ đánh với con boss cho anh em coi. Đầu tiên mình sẽ test skill của ông Ken, coi ông Ken đập cái Claire một hit như thế nào cho anh em coi. Không chết à? Ghê ghê ghê, không chết anh em. Claire đập không chết nhưng mà nhân vật chính thì sẽ khác, sẽ rebay lại. Mình có thể coi được lượng sát thương không? Ồ, tính ra như đứa khoảng 1,2 triệu, 1,2 triệu, 1,5 triệu, đứa là 5 triệu, thêm 200 là 1 triệu nữa, khoảng 6 triệu. Trời ơi, kinh vậy, phải không vậy? 1 triệu 2, đứa 200k, 200k nhân 5 là thêm 1 triệu, đúng rồi, 1 triệu, 5 triệu, 6 triệu. Ôi ôi, mới cấp 116 mà đạp tem 6 triệu. Anh em thấy sự kinh dị chưa? Rồi giờ mình vào đấu trường. Đây thanh niên top 1 đây, top 1 cấp 126, hơn mình 10 cấp. Tên nhân vật là Hoàng Lão Trà, Hoàng Lão Tà. Chắc là ghê gớm này. Đặt này cũng từng là quán quân luôn nè. Được chiến 3 triệu 2. Ồ 3 triệu 2 hả? 3 triệu 2 thì tính ra mình, ồ mình thua tới khoảng gần 1 triệu được chiến. Kinh rồi. Cái thanh niên top cày ghê quá anh em ha. Bây giờ mình sẽ đánh thử với top 2 cho anh em coi. Chắc là mình thua rồi, tại vì rất là nhiều lịch sử đấu mình thấy mình bị thua đây. Rồi, đánh thử cho anh em coi nha. Top 3 là cái top 2. Thì cái kết sẽ như thế nào đây? Ôi ôi. Mới cấp trăm ở trong 29 luôn rồi kìa. Sura được Luffy và Bo luôn anh em ơi. Rồi nó hóa đá lần ba bốn đứa. Nhưng mà chính mình thì vẫn khỏe đó anh em, nhưng mà bên kia trâu quá. Lao Sura, Luffy Sura, Bo Sura. Rồi. Bên mình là không có một đứa nào gọi là Sura, chỉ còn những cái đứa ở cái thời trẻ trâu thôi. Ây da, ghê. Đầu tư ghê quá, nói thiệt mình thề luôn, mấy mấy đại ca trên server đầu tư nạp tiền vãi nồi luôn. Thằng này của mình thì cũng chỉ mới VIP 10 thôi, cho nên cũng không thể nào đấu được những mấy thanh niên đó, anh em thông cảm về điều đó nha. Thằng này thực sự rất mạnh, nhưng mà nếu mà mình mạnh thì sẽ còn những đứa, những người mạnh hơn, những bạn mạnh hơn nữa, vì những bạn đó nạp tiền nhiều hơn và đầu tư nhiều hơn. Cho nên mình thua thì đó cũng là chuyện bình thường thôi. Rồi còn gì để sau anh em? Đâu có gì để sau đúng không? Nhân vật chính thì đồ như vậy thôi, trận hình là như vậy. Rồi, ạc này thì thật sự đối với mình thì mình cảm nhận rất là có tiềm năng luôn. Cho nên mình mong là anh em có thể nhanh chóng mua để về có thể cày cuốc. VIP 10 thì VIP 10 có sẵn rồi, nạp hơn 21 triệu. Đấy,
giờ anh em chỉ bỏ khoảng vài trăm k có thể mua được rồi, không tới nữa. Ặc cực bèo nha anh em. Có thể đây, mình xin nhắc lại cái cách để giao dịch, đó là anh em mua thì các bạn nhớ chat Facebook cho mình, chat trực tiếp Facebook cho mình, hoặc là để link Facebook của bạn ở dưới phần comment video, đơn giản rồi thôi. Rồi, clip đầu tiên của mình hôm nay thì chỉ đến đây thôi. Muốn rao nhanh chóng cái con ặc này luôn, tại con ặc này đang bán rất là gấp, cho nên mình cũng mong là anh em sẽ nhanh chóng mua nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip mình, đừng quên để lại một like, một subscribe và gói quảng cáo nhiệt tình ủng hộ cho mình. Nãy đầu clip mình quên nhắc anh em kêu quảng cáo với mình, thôi thì nhắc bù, và anh em cũng đừng quên kích bù cho mình luôn. Đấy, ủng hộ cho mình một tinh thần và động lực, cũng như là những cái điều tuyệt vời nhất trong ngày cuối tuần ngày hôm nay, và về lâu về dài là nguyên cái tháng 11 này. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye. Anh em có thể xem chi tiết lại clip nha. Những cái hệ số đây, ví dụ như bảo thạch rồi, thì mình sẽ đưa vào, các bạn có thể stop video để có thể coi chậm lại, hoặc là mình nêu chi tiết luôn cũng được. Nhân vật chính thì nón 115, rèn 115, ngọc 90%, bảo thạch 8 sao hết nha anh em, bảo thạch trái tim hết đấy, mắt sao vàng, BB mắt sao vàng, ngọc 100%, 115, 100%, mắt sao vàng, mắt sao đỏ, dây chuyền mắt sao vàng, mắt sao đỏ 100% và 115. Quá kinh, thực sự là quá kinh dị. Nổi cái bảo thạch 100% nó thì làm rất tốn rất là nhiều berry rồi đó anh em. Vũ khí thì 110% luôn rồi nha. Mắt sao vàng, mắt sao đỏ và 115 luôn. Ồ, riêng cái nhẫn không liên quan mà mấy cũng rèn 95 và ngọc 80%. Bảo thạch này thì bảo thạch hình như là 7 sao. Ma khí cũng có rồi nè. Đấy, rất là kinh. Cái này 80, đấy, mấy đại ca phụ này thì 80 là quá kinh rồi. Mình thật sự cũng chưa full 80 nữa chứ không chi là rất là ghê luôn. Rồi, bye bye anh em nha. Có gì thì liên hệ mình. Đặt này thì nó quá ngon rồi, không còn gì để nói.